Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung ra đi, trưa ngày 28 tháng 9 do mắc Covid-19 khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi xót xa. Từ Mỹ, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung thay đổi ảnh đại diện thành ảnh bông hoa màu trắng đen. Wendy Phạm viết trên trang cá nhân, tạm dịch là: "Mẹ ơi, mẹ về chơi một tí được không? Con muốn nghe mẹ nói và được mẹ ôm, con muốn thấy mẹ cười, con muốn ôm mẹ thật chặt và mãi không buông, con muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm." Nhiều người đã gửi lời chia buồn, động viên Wendy Phạm trước mất mát lớn này. Ca sĩ Tracy Phương Trinh, người từng hỗ trợ Phi Nhung những ngày mới qua Mỹ theo con đường ca hát, cũng thay đổi ảnh đại diện thành ảnh bông hoa màu trắng đen. Cô viết, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị liệm người khi nghe tin em đã ra đi Nhung ơi. Cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời, em về vui em nhé. Nợ trần em đã trả xong, chị luôn tự hào về em, về con người cũng như tiếng hát Phi Nhung mà chị đã may mắn phát hiện cách đây 30 năm. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Tracy Phương Trinh cũng chia sẻ về các con nuôi của Phi Nhung. Các con nuôi của em đã có chị lo. Riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì, cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng.